Lương Mỹ Linh và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024. Và sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Thủ tướng Ấn Độ Modi nói với ông Putin trái tim rỉ máu khi trẻ em Ukraine bị giết. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 9 tháng 7 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cái chết của trẻ em vô tội là đau đớn và kinh hoàng, một ngày sau cuộc oanh tạc chết chóc vào một bệnh viện nhi ở thủ đô Kyiv. Lời phát biểu gay gắt của nhà lãnh đạo Ấn Độ đang ở thăm Nga là lời của trách ngầm đối với ông Putin. Trước đó, thì ông Putin đã chào đón ông Modi đến Điện Kremlin với phát biểu nồng ấm về tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược giữa hai nước. Đây không phải là lần đầu tiên ông Modi hàm ý chỉ trích Nga về hành động của nước này ở Ukraine. Vào hồi tháng 9 của năm 2022, ông đã nói với ông Putin rằng kỷ nguyên ngày nay không phải là kỷ nguyên chiến tranh, và ông Putin lúc đó đã nói rằng ông hiểu những lo ngại của ông Modi. Tuy nhiên thì Ấn Độ đã không lên án cuộc xâm lược của Nga và đã tận dụng cơ hội để mua khối lượng kỷ lục dầu của Nga giảm giá khi mà các lệnh trừng phạt đã làm suy giảm thương mại của Moscow với phương Tây. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã nêu lo ngại với Ấn Độ về mối quan hệ của Ấn Độ và Nga. Trong khi đó, thì Tổng thống Joe Biden đã gọi các cuộc tấn công mới nhất vào Ukraine là lời nhắc nhở kinh hoàng về sự tàn bạo của Nga. Liên Hiệp Quốc đưa ra kết luận điều tra về vụ nổ bệnh viện nhi ở Ukraine. Daniel Bell, người đứng đầu phái đoàn giám sát nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết, vụ nổ lớn khiến cho 2 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em, ở bệnh viện nhi Omadet của Ukraine, có thể là do một cuộc tấn công trực tiếp của tên lửa của Nga, và gọi đây là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Bell nhắc lại lời kêu gọi của người đứng đầu nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ông Volker Turk về một cuộc điều tra nhanh chóng, kỹ lưỡng và độc lập. Bà Bell cho biết khoảng 1.000 nhân viên đã chăm sóc khoảng 670 bệnh nhân trẻ em vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, và số nạn nhân sẽ còn cao hơn nhiều nếu nhân viên không di tản trẻ em xuống hầm ngầm ngay khi cảnh báo oanh tạc vang lên trước đó. Trước đó, chính quyền Ukraine cho biết họ đã tìm thấy các mảnh động cơ turbin, cho thấy là bệnh viện đã bị tên lửa hành trình của Nga bắn trúng. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova thì lặp lại những tuyên bố vô căn cứ rằng bệnh viện đã bị tên lửa đất đối không của Ukraine tấn công. NATO ký hợp đồng tên lửa Stinger trị giá 700 triệu Mỹ Kim. NATO đã ký một hợp đồng trị giá gần 700 triệu Mỹ Kim để yêu cầu các nước thành viên sản xuất thêm tên lửa Stinger, một trong nhiều bước mà Liên minh đang thúc đẩy tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington nhằm để tăng cường khả năng sản xuất vũ khí của các quốc gia thành viên. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg đã công bố hợp đồng tại một buổi hội đàm tập trung vào việc tăng cường khả năng sản xuất quốc phòng của các nước thành viên NATO nhằm để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Ông Stoltenberg nói, không có cách nào để cung cấp khả năng phòng thủ vững chắc nếu không có ngành công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ. Stinger là hệ thống phòng không di động đất đối không, có thể được quân đội mang theo và bắn hoặc là gắn trên phương tiện, cũng như là sử dụng làm phòng thủ tầm ngắn chống lại máy bay. Hệ thống do Raytheon sản xuất là một trong những vũ khí đầu tiên mà Hoa Kỳ chuyển đến Ukraine sau cuộc xâm lược vào năm 2022 của Nga. Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra trong bối cảnh bất ổn. Sự chia rẽ chính trị của Hoa Kỳ đã trì hoãn việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong nhiều tháng, và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đang làm dấy lên mối lo ngại rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ bằng vũ khí và quân đội trong trường hợp có mối đe dọa chống lại các nước thành viên có thể không phải lúc nào cũng được bảo đảm. Hoa Kỳ hoàn tất giai đoạn đầu tiên rút quân ra khỏi Niger. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo kết thúc giai đoạn 1 của việc lục quân Hoa Kỳ đã rút quân giặc và trang thiết bị ra khỏi lãnh thổ Niger. Thông báo được đưa ra ở tại lễ ký văn bản chuyển giao các quyền của Mỹ cho quân đội Niger tại căn cứ không quân 101 ở thủ đô Niamey, với sự chứng kiến của đại sứ Hoa Kỳ là Caitlin Frisborn, cũng như là các giới chức của hai nước. Sau khi rút lực lượng và trang thiết bị ra khỏi căn cứ không quân 101, Hoa Kỳ sẽ tập trung rút ra khỏi căn cứ không quân 201 ở thành phố Algades. Giới chức hai nước sẽ hợp tác để bảo đảm việc rút quân có trách nhiệm, trật tự và an toàn. Hoa Kỳ khai triển lực lượng ở tại Niger trong khuôn khổ hoạt động chống lại phiến quân. Sau cuộc đảo chính tại Niger hồi tháng 7 năm ngoái, chính quyền quân sự lên nắm quyền
đã hủy bỏ thỏa thuận hợp tác quân sự với Hòa Thịnh Đốn và yêu cầu Hoa Kỳ rút gần 1.000 quân nhân đang khai triển tại nước này. Tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ và Niger thông báo là đã đạt được thỏa thuận về việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi quốc gia Tây Phi này. Theo đó, quá trình rút quân đã bắt đầu và sẽ hoàn tất vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc báo động nạn đói đang diễn ra tại Gaza. 10 chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc ra tuyên bố cho biết từ ngày 7 tháng 10 của năm ngoái, có 34 người Palestine đã tử vong vì suy dinh dưỡng, trong đó phần lớn là trẻ em. Trong nhóm chuyên gia trên có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền tiếp cận lương thực, ông Michael Fakhry. Phản ứng trước thông tin này thì phái đoàn của Israel tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ đã bác bỏ cáo buộc về nạn đói tại Gaza, đồng thời nhấn mạnh đánh giá mới nhất theo thang bậc xác định giai đoạn an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc cho thấy nạn đói đã không xảy ra sau khi khả năng tiếp cận viện trợ được cải thiện phần nào. Tuyên bố của Israel nêu rõ, Israel đã liên tục tăng cường phối hợp và hỗ trợ trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp dải Gaza. Đến nay, thì Liên Hiệp Quốc chưa chính thức tuyên bố nạn đói ở dải đất này. Vào cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo Tổng thống của nước này, ông Abdel Fattah al-Sisi và Giám đốc CIA William Burns đã thảo luận về nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Các viên chức cấp cao của Hoa Kỳ đã có mặt trong khu vực để thúc đẩy lệnh ngừng bắn sau khi nhóm Hamas nhượng bộ vào tuần trước. Tuy nhiên, thì Hamas đã cảnh báo cuộc tấn công mới của Israel vào Gaza vào ngày 8 tháng 7 đã đe dọa cuộc đàm phán ngừng bắn vào thời điểm quan trọng. Canada có tiệm tạp hóa miễn phí đầu tiên. Trong nỗ lực để hỗ trợ cho cộng đồng, ngân hàng thực phẩm mang tên là Regina chuẩn bị mở tiệm tạp hóa miễn phí với quy mô lớn đầu tiên ở Canada tại Saskatchewan vào mùa hè này, tại địa điểm vốn đã từng là tiệm rượu ở trung tâm thành phố. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thực phẩm Regina là David Faux cho biết, có nhiều không gian như là trung tâm thực phẩm cộng đồng chắc chắn sẽ xuất hiện trên toàn Canada và đó là tương lai của ngân hàng thực phẩm. Ngân hàng thực phẩm Regina đã mua lại tòa nhà 1881 đường Broad từ chính quyền Saskatchewan. Ngân hàng đã huy động được 3.7 triệu Mỹ Kim để sẵn sàng xây dựng trung tâm thực phẩm. Nơi đây không chỉ hỗ trợ những người vô gia cư hoặc là những người đang rất cần đến sự giúp đỡ. 18% khách hàng của họ làm việc toàn thời gian và 2.000 học sinh được nhận đồ ăn nhẹ cùng với bữa ăn ở tại trường. Phần lớn nguồn hàng được sản xuất, được trồng hoặc là chế biến ở ngay tại Saskatchewan. Một phần trong mục tiêu của Ngân hàng Thực phẩm Regina để nhằm cải thiện tính bền vững và chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm mà khách hàng lựa chọn. Cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn cầu. Các quốc gia như Mexico, Hoa Kỳ, Trung Quốc liên tục ghi nhận các ca nhiễm cúm gia cầm ở người trong thời gian gần đây. Tại Hoa Kỳ, virus cúm gia cầm đã tấn công hơn 130 đàn bò và khiến một số công nhân chăm sóc bò sữa nhiễm bệnh. Trong khi đó, thì Úc đang phải chống chọi với các đợt bùng phát tại 11 cơ sở chăn nuôi, tất cả đều liên quan đến các chủng virus cúm gia cầm. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt trứng và khiến cho McDonald's phải cắt giảm thời gian phục vụ bữa sáng 1.5 giờ. Các trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người cũng đã được ghi nhận tại Mexico, Ấn Độ và Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố gây ra đợt bùng phát diện rộng lần này, khi nhiệt độ thay đổi làm thay đổi mô hình di cư và sinh sản của chim. Giáo sư Oi Eng Yong ở Singapore cũng cho biết là việc phá hủy môi trường sống và đô thị hóa làm tăng sự tiếp xúc giữa con người với động vật và có thể khiến cho tình trạng virus lây nhiễm sang người phổ biến hơn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết nguy cơ mắc bệnh H5N1 đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp. Dẫu vậy thì không nên lơ là cảnh giác bởi khi con người mắc bệnh cúm gia cầm, tỷ lệ tử vong cao hơn 50%. Các triệu chứng nhiễm cúm gia cầm khá giống với COVID-19, bao gồm sốt, ho và trong một số trường hợp có thể gây khó thở và tức ngực. Gần đây thì các quốc gia liên tục đã đưa ra cảnh báo và các biện pháp phòng ngừa quyết liệt hơn khi cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn cầu. Dịch bệnh đã giết chết hoặc là dẫn đến việc tiêu hủy hàng trăm triệu gia cầm trên toàn cầu trong những năm gần đây, làm đảo lộn chuỗi cung ứng thực phẩm. Và sau đây là những phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tổng thống Joe Biden ra cam kết mới với Ukraine. Tổng thống Biden đã đưa ra cam kết là sẽ có các biện pháp mới để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine sau khi Nga phóng một loạt tên lửa vào thành phố Kyiv và các thành phố khác của Ukraine khiến 36 người thiệt mạng.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ công bố những biện pháp hỗ trợ cho Ukraine, tăng cường khả năng phòng không ở tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Washington DC sẽ mang đến cho Tổng thống Ukraine Zelensky một cơ hội để thúc đẩy những người ủng hộ Kyiv mua thêm các khẩu đội tên lửa để bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga. Ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới nhân dịp đánh dấu 75 năm thành lập khối NATO. Hội nghị này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo của những quốc gia đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự để giúp cho nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga. Với tình trạng Ukraine khó có thể nhận được lời mời gia nhập NATO mà nước này đang tìm kiếm, hệ thống phòng không mới là một sự hỗ trợ cụ thể nhất mà Ukraine có thể nhận được tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn giờ vàng kéo dài 15 phút về nhiều chủ đề với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News mới đây. Đây cũng là cuộc phỏng vấn đầu tiên từ sau khi ông tranh luận với Tổng thống Joe Biden vào ngày 27 tháng 6. Theo cựu Tổng thống Trump, đối thủ của đảng Dân Chủ rất có thể sẽ tiếp tục cuộc đua bởi nếu không, ông ta sẽ thấy xấu hổ với chính mình suốt một thời gian dài sau đó. Ông ta có cái tôi quá lớn và không muốn từ bỏ cuộc đua. Tôi nghĩ bà Jill, tức là đệ nhất phu nhân, muốn ông ta ở lại. Thật khó để từ bỏ theo cách đó, theo cách mà họ đang cố gắng ép ông ấy rút, ông Trump đã nói như trên. Tuy nhiên thì nếu ông Biden rút lui, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là người thay thế. Theo ông Trump nhận định, mặt khác, ông cũng cho rằng đối thủ đảng Dân Chủ đang đưa nước Mỹ đến thế chiến thứ ba và nói ông Biden không phải là người đang điều hành đất nước mà là những người khác trong Tòa Bạch Ốc. Lãnh đạo của bên Dân Chủ đe dọa là sẽ đáp trả tối cao pháp viện về việc miễn tố cho Donald Trump. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer là chủ thủ lĩnh của phe đa số Dân Chủ ở Thượng viện. Mới đây, ông đã tuyên bố là Đảng Dân Chủ sẽ xem xét đưa ra dự luật để nhằm đáp trả về việc tối cao pháp viện đã trao quyền miễn tố cho các đời Tổng thống Hoa Kỳ, bao gồm có cả ông Donald Trump, trong các hoạt động chính thức thuộc về trách nhiệm của Tổng thống. Cụ thể đó là ông Schumer cho biết dự luật sẽ định nghĩa những hành động có mục đích phá hoại bầu cử của Donald Trump không phải là hoạt động thuộc về phận sự của Tổng thống và do đó không nằm ở trong phạm vi miễn tố mà tối cao pháp viện quy định. Ngoài ra, những chi tiết khác của dự luật này chưa được xác định cụ thể. Dự luật này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn để được thông qua khi Đảng Dân Chủ cần phải có đến 60 phiếu thuận trong khi chỉ nắm giữ có 50 phế ở trong Thượng viện. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc dưới quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng họ cũng đang xem xét về hướng đi riêng để đáp trả phán quyết của tối cao pháp viện, sau khi Tổng thống Biden công khai phản đối phán quyết vào tuần trước. Hơn 5.600 người tắm biển ở Orange County kỳ nghỉ lễ độc lập được cứu nạn khỏi chết đuối. Hơn 5.600 người tắm biển ở Orange County kỳ lễ độc lập vừa qua giữa lúc sóng lớn và nước xoáy gây nguy hiểm đã được nhân viên cứu nạn giải cứu, theo nhật báo The Orange County Register cho biết. Khoảng 5.620 vụ cứu đắm đã được ghi nhận tại bãi biển khắp Orange County trong 4 ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, nhiều nhất trong 10 năm qua. Nơi có số vụ cứu nạn nhiều nhất trong 4 ngày đó là đoạn bờ biển 7.5 dặm ở Laguna Beach, thuộc loại dài nhất của Orange County. Một nơi khác cũng có nhiều vụ cứu đắm là Newport Beach. Ông Adam Yacenda, chỉ huy Lifeguard Battalion của thành phố này đã cho hay là cuối tuần vừa qua cực kỳ bận rộn. Tổng cộng 803 người đã được cứu nạn. Để biết con số đó nhiều như thế nào thì ông đã cho biết mỗi năm họ chỉ cứu khoảng 1.500 người trong 3 tháng hè. Ông Jason Young, chỉ huy của OC Lifeguard, cơ quan theo dõi Salt Creek and Strand ở Dana Point, Port Beach ở San Clemente, Emerald Bay ở Laguna Beach và khu vực đê chắn sóng Santa Ana River ở Newport Beach, đã cho hay là cuối tuần qua, đông không thể tưởng và có nhiều yếu tố làm nhân viên cứu nạn bận rộn như là bãi biển đông nghẹt, nước biển ấm, người tắm biển và người chơi lướt sóng tăng, nhưng rất may không có vụ nào nghiêm trọng hoặc là vụ chết đuối nào đã xảy ra. Theo dự báo thì một đợt sóng lớn nữa sẽ tới Orange County khoảng ngày 20 tháng 7, nên nhân viên cứu nạn sẽ tiếp tục hết sức cảnh giác. Có đến 2.600 chiếc phi cơ của Boeing 737 bị kiểm tra bởi vì trục trặc mặt nạ dưỡng khí. Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ cho biết họ đang yêu cầu kiểm tra 2.600 chiếc phi cơ 737 MAX và phi cơ thế hệ tân tiến, tức là Next Generation, sau khi có nhiều tường trình rằng mặt nạ tạo oxygen trong khoảng dịch vụ hành khách có
có thể bị lệch ra khỏi vị trí, dẫn tới không thể cung cấp đủ oxygen cho hành khách trong trường hợp giảm áp suất. Trung bình một phi cơ 737 có 61 máy tạo oxygen và mỗi máy có 2 dây đeo mặt nạ. Trước đó vào hôm 8 tháng 7, Boeing yêu cầu các hãng hàng không thay một số dây đeo cho mặt nạ tạo oxygen ở trên phi cơ 737. Sau khi phát giác ra một loại keo dính mới dùng để dán cho dây đeo dính vô mặt nạ vào tháng 8 năm 2019, nay trong một số trường hợp nhất định bị lệch ra khỏi mặt nạ tạo khí oxygen đến 3/4 inches. Boeing cũng tiến hành kiểm tra phi đội đang hoạt động và các phi cơ chưa được bàn giao để nhằm xác định xem có mặt nạ tạo khí oxygen nào hoạt động công bình thường hay không. Cơ quan hàng không liên bang cho biết mệnh lệnh kiểm tra mặt nạ tạo khí oxygen có hiệu lực ngay lập tức và yêu cầu thanh tra cũng như là hành động sửa chữa trên phi cơ 737 nếu cần trong vòng 120 cho đến 150 ngày tới đây. Thẩm phán tối cao Pháp viện bị yêu cầu điều tra hình sự. Hai thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland yêu cầu ông bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để điều tra hình sự đối với thẩm phán tối cao Pháp viện Clarence Thomas, trong bối cảnh hàng loạt vụ bê bối về đạo đức liên quan đến vị thẩm phán này đang bị đưa lên mặt báo. Thẩm phán Thomas đã bị chỉ trích trong bối cảnh một loạt báo cáo nêu chi tiết cách mà ông nhận những kỳ nghỉ sang trọng và những món quà có giá trị khác từ những người bạn giàu có mà đa số chưa bao giờ được công khai trong báo cáo tài chính của ông hoặc mới chỉ được ghi nhận gần đây. Hai thượng nghị sĩ Whitehouse và Wyden lập luận rằng là việc nhận quà mà không báo cáo là đủ để bị điều tra hình sự, cho thấy hành động của ông Thomas có thể vi phạm đạo luật về đạo đức trong chính phủ, quy định việc biết rõ và cố ý không báo cáo những quà tặng và thu nhập từ các nguồn bên ngoài là phạm pháp. Ngoài những khả năng vi phạm đạo luật về đạo đức trong chính phủ, hành động của thẩm phán Thomas cũng có thể vi phạm luật thuế liên bang và luật chống khai gian thuế, các thượng nghị sĩ đã khẳng định như trên. Bộ Tư pháp và Tối cao Pháp viện vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận. Trong khi đó, thì thẩm phán Thomas đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng là ông chỉ đơn giản là đang tiếp nhận thành ý từ những người bạn thân và ông không cần phải báo cáo về những món quà trong hồ sơ tài chính của mình. Cơ quan Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến khi lạm phát lùi về 2%. Chủ tịch Cơ quan Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell trong buổi điều trần trước Thượng viện vào ngày hôm qua khẳng định là sẽ không giảm lãi suất nếu như không bảo đảm được tỷ lệ lạm phát lùi về mức là 2%. Theo ông, mặc dù lạm phát đang giảm dần đều trong nhiều tháng qua, nhưng số liệu kinh tế vào quý 1 năm nay không cho thấy là tỷ lệ này sẽ giảm thêm. Cơ quan cần phải có thêm dữ kiện để có thể giảm lãi suất. Ông Powell cho rằng nếu giảm lãi suất quá sớm hoặc là quá nhiều, thì nỗ lực chống lạm phát của nước Mỹ trong thời gian qua sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng ông cũng thừa nhận là nếu tình trạng lãi suất cao vẫn tiếp tục kéo dài, thì triển vọng kinh tế của nước Mỹ có thể bị suy yếu. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ đã bày tỏ sự lo ngại và hối thúc cơ quan này hãy giảm lãi suất sớm hơn. Chủ tịch Hội đồng về Tài chính Địa ốc của Thượng viện là Sherrod Brown cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nếu như cơ quan dự trữ liên bang tiếp tục giữ nguyên lãi suất, qua đó kéo nước Mỹ rơi vào trong một cuộc suy thoái kinh tế hoàn toàn không cần thiết. Người Việt ở Houston chật vật sau bão. Nhiều người trong số hàng triệu người hiện không có điện sau khi bão Beryl ập vào tiểu bang Texas, làm thiệt mạng một số người và gây ra lũ lụt. Tại thành phố Houston, thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ và là nơi sinh sống của đông đảo cộng đồng người Việt, cơn bão khiến cho nhiều người đã chật vật vì không có điện, điều hòa và nhiệt độ, thức ăn và nước uống giữa thời tiết nóng và ẩm. Bão Beryl đổ bộ vào đất liền là bão cấp 1 đã gây ra ít nhất là 7 trường hợp tử vong tại Hoa Kỳ, 1 ở tiểu bang Louisiana và 6 ở Texas và ít nhất là 11 người ở vùng biển Caribe. Vào giữa ngày 9 tháng 7 thì bão hạ cường độ thành bão xoáy hậu nhiệt đới tập trung ở Arkansas và được dự báo là sẽ đem theo mưa lớn và có thể lũ lụt trên một vùng kéo dài đến tận Ngũ Đại Hồ và Canada. Hơn 2 triệu căn nhà và cơ sở kinh doanh One Houston đã bị mất điện vào ngày 9 tháng 7, giảm so với lúc đỉnh điểm là hơn 2.7 triệu vào ngày 8 tháng 7, theo trang PowerOutage.us. Đối với nhiều người thì tình cảnh khốn khó tái diễn sau những cơn bão vào hồi tháng 5, làm thiệt mạng 8 người và khiến cho gần 1 triệu người không có điện trong khi đường xá ngập lụt.
Những hàng dài xe cộ và người chờ bên ngoài những nhà hàng thức ăn nhanh hay là trạm xăng vẫn còn điện và vẫn còn mở cửa. Nhiều người đã bất bình vì Houston dường như lao đao vì một cơn bão không mạnh bằng những cơn bão trước đó. Một vài cư dân người Việt cho đài Voa biết là họ thấy nhiều cây đã bị ngã và hàng rào cũng đã bị ngã, nhưng thiệt hại được nói là không đáng kể. Nhưng họ nói cúp điện trên diện rộng đang gây ra nhiều khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày. Bà Mai Hoa, cư ngụ ở khu vực Tây Nam của Houston, cho biết nhà bà bị mất điện từ lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 7 đến chiều ngày 9 tháng 7 vẫn chưa có điện trở lại. Bà cũng đã bị mất tín hiệu điện thoại di động nên không thể theo dõi tin tức hay là thông báo của nhà chức trách, và bà buộc phải sang tá túc tại nhà con gần sân bay Hobby. Có thể mất vài ngày mới khôi phục điện hoàn toàn ở Texas sau khi bão Beryl làm đổ hơn 10 đường dây truyền tải. Phó thống đốc của Texas là Dan Patrick, người đang giữ quyền thống đốc trong khi thống đốc Greg Abbott đang ở nước ngoài, nói các ưu tiên hàng đầu để khôi phục điện bao gồm các nhà dưỡng lão và trung tâm sinh cư của người cao tuổi. Một khuyến cáo về thời tiết nóng có hiệu lực cho đến hết ngày 10 tháng 7 tại khu vực Houston và xa hơn nữa, với nhiệt độ dự kiến là sẽ tăng lên 90 độ F và độ ẩm có thể khiến cho thời tiết nóng tới 105 độ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia mô tả tình trạng thời tiết này có thể nguy hiểm do thiếu điện và điều hòa không khí. Và sau đây là những phần tin Á Châu, thưa quý vị. Nhật Bản xích lại gần với NATO bởi vì lo ngại rằng Nga và Bắc Hàn sẽ hợp tác quân sự sâu rộng. Trong phát biểu bằng văn bản trước khi tham dự hội nghị NATO ở Washington trong tuần lễ này, Thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida đã bày tỏ sự lo ngại về vai trò của Trung Quốc trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và khẳng định Nhật Bản quyết tâm tăng cường hợp tác với NATO và các đối tác. Ông Kishida cũng kêu gọi hợp tác để đối phó với các mối đe dọa an ninh mới vượt qua biên giới địa lý, chẳng hạn như là tấn công mạng và xung đột ở trong không gian. Trong khi đó, Tổng thống Nam Hàn là Yoon Suk-yeol cho biết ông dự định thảo luận về mối đe dọa là Bình Nhưỡng sẽ gây ra cho Âu Châu khi tăng cường quan hệ với Nga. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un đã ký cam kết phòng thủ chung với Nga vào tháng trước trong chuyến thăm đầu tiên của Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng sau 24 năm. Kim Jong-un cũng nhấn mạnh là sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh đã cáo buộc Bình Nhưỡng cung cấp tên lửa đạn đạo và đạn pháo mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine và lo ngại rằng Nga có thể hỗ trợ cho Bắc Hàn phát triển tên lửa nguyên tử. Hoàng Thịnh Đốn cũng cáo buộc Trung Quốc đang cung cấp công nghệ drone và tên lửa, cũng như hình ảnh vệ tinh và công cụ máy móc cho Nga. Đây đều không phải là vũ khí sát thương, nhưng đang giúp cho Nga xây dựng được lực lượng quân sự để duy trì cuộc chiến ở tại Ukraine. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định rằng họ không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào. Trong khi đó, Honda Motor sẽ ngừng sản xuất xe hơi tại một nhà máy ở Thái Lan. Hãng xe hơi Nhật Bản Honda Motor vào ngày 9 tháng 7 thông báo sẽ ngừng sản xuất xe hơi tại nhà máy của hãng ở Ayutthaya vào năm 2025 để tập trung củng cố sản lượng tại nhà máy mà hãng đang điều hành ở Prachinburi, hai địa phương cùng tại Thái Lan. Thay vào đó, thì người phát ngôn của Honda cho biết là hãng sẽ chỉ sản xuất phụ tùng xe hơi tại nhà máy này trong thời gian tới. Hành động mới của Honda cho thấy là những điều kiện khó khăn hơn mà nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai của Nhật Bản phải đối mặt ở quốc gia Đông Nam Á này, khi mà các thương hiệu Trung Quốc đã ráo riết tìm cách giành thị phần ở Thái Lan và nhu cầu tiêu dùng xe điện ngày càng tăng. Tổng sản lượng xe tại các nhà máy của Honda tại Thái Lan đã giảm từ 228.000 xe vào năm 2019 xuống dưới 150.000 xe mỗi năm trong vòng 4 năm tính đến năm 2023. Doanh số bán hàng của công ty ở Thái Lan trong thời gian trên cũng đều dưới 100.000 chiếc một năm. Tuy nhiên, thì theo người phát ngôn trên thì Honda đã xuất cảng xe từ Thái Lan sang các thị trường Đông Nam Á khác như là Indonesia và Philippines. Honda hiện không có kế hoạch đầu tư mới vào Thái Lan. Tại Trung Quốc thì Honda và đối thủ Nissan Motor cũng của Nhật Bản đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi sự cạnh tranh từ các thương hiệu đang nổi của Trung Quốc vốn thu hút người tiêu dùng bằng xe điện giá rẻ, cài đặt phần mềm và xe plug-in hybrid. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản hiện phải đối mặt với nguy cơ mất khách hàng ở các thị trường bên ngoài Trung Quốc, chẳng hạn như ở Đông Nam Á. Trước các thương hiệu của Trung Quốc mới nổi đang ngày càng tìm cách đẩy mạnh xuất cảng xe hơi và thành lập nhà máy ở nước ngoài. Chính quyền quân sự của Miến Điện đang gặp rất nhiều tổn thất. Theo tờ báo Bangkok Post,
Chính quyền quân sự Miến Điện hiện nay đang đối diện với nguy cơ mất thêm nhiều trung tâm kinh tế ở phía đông bắc và dọc theo bờ biển phía tây của đất nước, trong khi các lực lượng nổi dậy tuyên bố họ chiếm được nhiều thị trấn lớn. Nhóm nổi dậy trước đó cho biết là họ đã tiêu diệt được hơn 400 quân của chính quyền trong các chiến dịch trên bộ nhằm giành quyền kiểm soát thị trấn cảng biển là Than Uy dọc theo bờ biển của vịnh Bengal thuộc về tiểu bang Rakhine. Nhóm này tuyên bố là đã chiếm một sân bay, chặn đường tiếp cận như các căn cứ, chiếm giữ các trại, vũ khí và đạn dược của đối phương. Trong khi đó, hai nhóm vũ trang khác, bao gồm có nhóm quân đội dân tộc Thang ở phía bắc của bang Shan, nơi có biên giới với Trung Quốc, Lào và Thái Lan, khẳng định là họ đang trên đà chiếm quyền kiểm soát nhiều thị trấn từ tay của quân đội Miến Điện. Các mục tiêu được nhắm đến là thị trấn Lashio, lớn nhất ở miền bắc của Miến Điện, cùng với thành phố Mogok, nổi tiếng với đá quý. Theo Bangkok Post, Phó Tổng tư lệnh quân đội Miến Điện là So Win đã dẫn một phái đoàn đến Thanh Đảo để thảo luận tình hình an ninh với các viên chức của Trung Quốc. Trung Quốc là thế lực ngoài nước có ảnh hưởng nhất đối với cả hai bên trong cuộc xung đột. Việc mất đi các trung tâm kinh tế sẽ càng làm tăng thêm tổn thất về lãnh thổ vốn đã nặng nề của chính quyền quân sự Miến Điện, trong khi xung đột tại quốc gia này đang ngày càng căng thẳng sau cuộc đảo chính vào năm 2021. Phụ nữ dần thăng tiến trong chính trường Nhật Bản. Ngày càng có nhiều lãnh đạo nữ tại các khu vực thành thị của Nhật Bản. Tuy nhiên thì họ vẫn đối mặt rất nhiều thách thức khi cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. 8 năm trước, Yuriko Koike đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử thống đốc của Tokyo, đánh bại người tiền nhiệm nam giới của mình. Bà đã giành được nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là thống đốc vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, là một trong những đối thủ gần nhất của bà cũng là một phụ nữ. Nhiều phụ nữ cạnh tranh cho các nhiệm vụ chính trị hàng đầu vẫn còn hiếm ở Nhật Bản, nhưng chiến thắng của bà Koike đã làm nổi bật sự gia tăng của các nhà lãnh đạo nữ và kỳ vọng về một xã hội cởi mở hơn trong giới chính trị. Nghị sĩ Chinami Nishimura, người đứng đầu nhóm thúc đẩy bình đẳng giới của đảng Dân Chủ lập hiến, hy vọng phụ nữ sẽ chiếm 30% số ứng cử viên của đảng mình trong cuộc bầu cử tiếp theo. Vào năm ngoái, đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Fumio Kishida cũng đã cam kết đạt được 30% đại diện nữ trong vòng 10 năm và đang nỗ lực tuyển dụng thêm nhiều ứng cử viên nữ hơn. Tuy nhiên, thì việc tìm kiếm những ứng viên nữ đầy tham vọng không phải là điều dễ dàng. Phụ nữ Nhật Bản thường vẫn được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm việc nuôi dạy con cái, chăm sóc người già và các trách nhiệm gia đình khác. Nishimura cho biết là các đồng nghiệp nữ trước đây đã rời bỏ chính trường và trở lại các hội đồng địa phương vì những yêu cầu như vậy. Cục Bình đẳng giới thuộc Văn phòng Nội các của Nhật Bản cho biết là ở các vùng nông thôn, nơi còn nặng tính truyền thống, có đến 226 hội đồng địa phương không có lãnh đạo nữ trong năm ngoái. Phụ nữ ở Nam Hàn đang phải khốn khổ bởi vì nguy cơ bị phát tán hình ảnh riêng tư. Một nghiên cứu quốc tế khẳng định rằng cứ 5 phụ nữ ở Nam Hàn thì lại có một người phải đối mặt với nguy cơ là bị phát tán hình ảnh riêng tư. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 10 quốc gia được khảo sát. Trong cuộc khảo sát gần 17.000 người trưởng thành ở 10 quốc gia, thì có đến 19.1% phụ nữ ở Nam Hàn cho biết là họ là nạn nhân của việc tống tiền tình dục. Nghiên cứu định nghĩa tống tiền tình dục là một hình thức tống tiền bằng hình ảnh, bao gồm việc đe dọa, chia sẻ ảnh hoặc là video riêng tư của nạn nhân, trừ khi họ tuân thủ những yêu cầu cả về tình cảm hoặc là tài chính của kẻ phạm tội. Trong số những người đàn ông Nam Hàn được hỏi, có 9.4% cho biết họ có những trải nghiệm tương tự. Theo nhận xét của nhóm nghiên cứu, thì tỷ lệ nam giới thường là mục tiêu bị xâm hại nhiều hơn ở những nước khác. Có tới 16.3% phụ nữ Nam Hàn thừa nhận đã thực hiện hành vi tống tiền tình dục bạn tình. Con số này cao hơn đáng kể so với phạm vi là 1.1 cho đến 5.3% được quan sát ở tại 9 quốc gia còn lại. Đồng tác giả là Rebecca Umbach, một nhà nghiên cứu tại Google, đã nhấn mạnh đến việc thiếu các nghiên cứu tập trung vào nạn nhân trưởng thành của nạn bóc lột tình dục. Bà khẳng định hầu hết những nghiên cứu đều tập trung vào trẻ vị thành niên hoặc là các nhóm cụ thể. Nhưng nghiên cứu này cho thấy nạn bóc lột tình dục ở người lớn cũng rất phổ biến. Tiếp theo vẫn là một bản tin đến từ Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn nêu quy định mới liên quan đến bác sĩ thực tập. Ngày 9 tháng 7, chính phủ của Nam Hàn thông báo sẽ cắt giảm số lượng quy định bác sĩ thực tập của năm tới, trừ khi các bệnh viện đào tạo chấp nhận đơn từ chức của họ trước tuần tới. Đây là biện pháp gây áp lực buộc những bác sĩ thực tập tham gia đình công từ cuối tháng 2 phải quay trở lại bệnh viện.
Thông báo trên đã được gửi đến các bệnh viện khi chính phủ đã công bố quyết định rút lại kế hoạch đình chỉ giấy phép hành nghề y đối với các bác sĩ đình công nhiều tháng qua. Nếu các bệnh viện chấp nhận đơn từ chức của các bác sĩ thực tập trước ngày 15 tháng 7, họ sẽ tìm được việc làm tại các bệnh viện khác. Thông báo cũng nêu rõ rằng là các bác sĩ thực tập nộp đơn xin lại chương trình đào tạo bắt đầu vào tháng 9 sẽ được đối xử đặc biệt như là được miễn trừ khỏi quy định cấm nộp đơn xin lại vào một khoa trong cùng năm. Những người chỉ trích cho rằng là quyết định mới làm tổn hại đến nguyên tắc công bằng trong cách mà chính phủ giải quyết các vụ việc lao động, vì quyết định này đồng nghĩa với việc là các bác sĩ sẽ không bị trừng phạt dù có hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên thì chưa biết có bao nhiêu bác sĩ đình công sẽ quay lại làm việc sau quyết định trên của chính phủ. Từ ngày 20 tháng 2 năm nay thì hơn 12.000 bác sĩ thực tập tại Nam Hàn, chiếm hơn 90%, đã đình công dưới hình thức là từ chức hàng loạt để phản đối việc chính phủ tăng hạn ngạch tuyển sinh vào trường y. Tham nhũng tại Indonesia có thể sẽ gây ảnh hưởng đến gạo Việt Nam xuất cảng. Tình hình xuất cảng gạo của Việt Nam sang thị trường của Indonesia có khả năng là sẽ gặp bất lợi. Trước việc cơ quan lương thực quốc gia của Indonesia bị một tổ chức dân sự khiếu kiện lên Ủy ban chống tham nhũng của nước này. Mới đây, truyền thông Indonesia đưa tin Chủ tịch cơ quan lương thực quốc gia là Babanas đã bị tố cáo tham nhũng thông qua việc thổi phồng và cộng giá vào giá gạo nhập cảng từ Việt Nam, cũng như nghi ngờ về việc gạo nhập cảng bị kẹt ở cảng Tanjung Priok, khiến cho phát sinh thêm chi phí và làm gia tăng giá gạo. Theo tính toán của tổ chức dân sự được đưa ra cáo buộc này, tổn thất của nhà nước từ hành vi tham nhũng này có thể lên đến gần 123 triệu Mỹ Kim. Điều đáng lưu ý đó là tổn thất này được tính toán dựa trên chênh lệch giá chào bán của tập đoàn Tân Long ở Việt Nam lên đến là 82 Mỹ Kim cho một tấn. Cơ quan lương thực của Indonesia cũng đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng tập đoàn Tân Long của Việt Nam có chào giá gạo, nhưng tập đoàn này không có hợp đồng nhập cảng gạo nào với họ trong năm nay. Việc cơ quan lương thực quốc gia của Indonesia bị khiếu kiện có khả năng sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu mua lúa gạo của Indonesia từ Việt Nam cho đến hết năm nay hoặc là cho tới khi sự việc được điều tra làm rõ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam có số lượng triệu phú tăng nhanh nhất thế giới. Việt Nam có tốc độ tăng số triệu phú, tức là người có giá trị tài sản ròng từ 1 triệu Mỹ Kim trở lên, nhanh nhất thế giới. Tới 98% trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2023, theo Công ty Tình báo Tài sản Toàn cầu New World Wealth của Nam Phi và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners Thụy Sĩ. Theo phúc trình trên, thì số triệu phú của Việt Nam đạt 19.400 người tính đến cuối năm ngoái, tương đương mức tăng là 98% trong thập niên qua. Trong đó, thì số người có tài sản hơn 100 triệu Mỹ Kim chỉ khoảng 58. Với lượng triệu phú này, thì Việt Nam đứng thứ tư Đông Nam Á sau Singapore, Indonesia và Thái Lan. Trong khi đó, thì tỷ phú người Việt Nam trong danh sách của Forbes vào năm nay chỉ có 6 người đại diện, gồm có ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch của Vietjet Air, ông Trần Đình Long, chủ tịch của Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch của Techcombank, ông Trần Bá Dương, chủ tịch Taco và ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch của Masan. New World Wealth và Henley & Partners cho rằng tốc độ tăng trưởng triệu phú của Việt Nam cao. Một phần do mức nền so sánh ban đầu thấp, chỉ gần 9.800 triệu phú vào hồi năm 2013. Sự tăng trưởng nhanh chóng số triệu phú ở Việt Nam phản ánh thành công kinh tế gần đây và cho thấy xu hướng tích lũy của cải tiếp tục gia tăng. Trước đó, thì New World Wealth cũng dự báo Việt Nam sẽ chứng kiến mức tăng trưởng tài sản đột biến nhất thế giới đến 125% trong 10 năm tới. Một người của tỉnh Thất Bồng Lai lại bị buộc thêm tội lừa đảo trong khi đang thụ án. Hôm qua, tù nhân Lê Thanh Nhất Nguyên lại bị cơ quan an ninh điều tra của Long An tiếp tục ra quyết định khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lúc đang thụ án 4 năm tù. Ông này là con của ông Lê Tùng Vân, là chủ của tỉnh Thất Bồng Lai và sau đổi tên thành Thiền Nam Bên Bờ Vũ Trụ. Theo báo Người Lao Động, lý do khởi tố là vì cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về việc những người sinh sống tại nhà bà Cao Thị Cúc ở xã Hòa Khánh Tây có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm xảy ra ở tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo cơ quan an ninh này, thì 2 năm trước, công an đã tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về sự việc. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, vụ việc sau đó được tạm đình chỉ.
Đến đầu tháng 7, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Trong phiên xử phúc thẩm, tòa án của Long An đã bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án 5 năm tù đối với ông Lê Tùng Vân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó vào giữa tháng 4 năm nay, ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về tội loạn luân thời điểm sống ở tại nhà bà Cao Thị Cúc. Tuy vậy, chi tiết về cáo buộc này lại không được làm rõ. Hô biến 50.000 tuyếp mỹ phẩm kem đánh răng hết hạn thành hàng mới. Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết vừa tiến hành kiểm tra bắt quả tang 5 gian hàng kinh doanh sản phẩm đã hết hạn sử dụng tại khu vực quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, thì nhà chức trách phát hiện trên 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng trên 20 tấn hàng gồm có mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em đủ loại nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, thì toàn bộ số mỹ phẩm, kem đánh răng, dầu gội này đã bị tẩy hạn sử dụng từ chỗ là hàng cũ, đã hết hạn sử dụng được in, dập hạn sử dụng mới kéo dài đến vài năm so với hàng sử dụng cũ đã hết trước đó. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ gian hàng là ông Lại Vũ Thắng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng đang được lưu giữ tại cơ sở kinh doanh. Nhà chức trách đã lập biên bản sự việc, tiếp tục phân loại, xác định giá trị hàng hóa và ra quyết định tạm giữ toàn bộ kho hàng để tiếp tục xác minh, điều tra, xử phạt hành vi vi phạm. Nhà chức trách của thành phố Nha Trang mới đây đã buộc phải phá bỏ khách sạn bị xây trái phép từ 6 tầng lên là 11 tầng ở trong hẻm Nguyễn Thiện Thuật, gây ra bất bình cho cư dân mấy năm nay. Theo Ủy ban Nhân dân của thành phố Nha Trang, chủ công trình được cấp phép xây dựng chỉ có quy mô là 6 tầng với 1 tầng hầm và 1 tầng lửng. Thế nhưng chủ nhà ở trong con hẻm chỉ rộng khoảng có 5 mét đã đem xây trái phép lên thành là 11 tầng, vượt qua đến 5 tầng với diện tích vi phạm lớn. Trong quá trình xây dựng trái phép kéo dài từ khi công trình vi phạm còn chưa hoàn thiện, cư dân ở cùng hẻm đã nhiều lần phản ánh và đề nghị xử phạt. Nhưng rốt cuộc chủ nhà vẫn xây chót lọt và hoàn thành vi phạm xây dựng trái phép. Khách sạn này lên đến là 11 tầng. Cách đây gần 4 năm thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của Nha Trang đã phải ban lệnh quyết định buộc chủ khách sạn phải phá bỏ phần xây bị vi phạm và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà đến nay mới tiến hành thực hiện quyết định. Việc cưỡng chế và phá dỡ khách sạn vi phạm phải mất nhiều thời gian vì công trình vi phạm nằm ở trong hẻm, sát với nhiều nhà dân thấp tầng ở bên dưới, nên khi phá dỡ thì phải bảo đảm an toàn cho cư dân sinh sống ở trong cùng con hẻm ở xung quanh. Hơn 500 công sở ở Thanh Hóa bỏ không. Báo cáo tại phiên chất vấn kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào chiều ngày 9 tháng 7, ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021, tỉnh sáp nhập 143 đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập giải thể nhiều đơn vị sự nghiệp công lập không còn phù hợp với thực tế như trường học, trạm y tế. Sau quá trình trên, thì toàn tỉnh có 537 cơ sở nhà đất bỏ không, gồm có 457 trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, còn lại là trường học và trạm y tế. Đến nay, thì 455 trong tổng số 537 cơ sở đã được lên kế hoạch điều chuyển, thu hồi, bán đấu giá hoặc chuyển giao về địa phương quản lý. Hiện còn 82 cơ sở, chủ yếu là các trạm y tế, chưa có phương án chi tiết. Theo đánh giá của nhà chức trách và các đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hầu hết số công sở này đang bị bỏ hoang hoặc là sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí, trang thiết bị xuống cấp. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ biện hộ rằng có nhiều nguyên nhân khiến cho quá trình giải quyết bị chậm trễ như là tác động của COVID-19. Số lượng công sở dư thừa của tỉnh nhiều nhất cả nước, nguồn gốc tài sản phức tạp, vướng mắc về thủ tục hành chính. Và sau đây là những phần tin địa phương, thưa quý vị. Hai ông bà cao niên và một con chó bị thiệt mạng ở trong một căn nhà ở San Juan Capistrano và cảnh sát bắn bị thương nghi can vào hôm thứ Ba, theo tờ báo City News Service. Ngay sau 7 giờ 30 rưỡi sáng, cảnh sát tới khu Mobile Home San Juan Mobile Estate trong khu 32.000 đường Ali Pass gần đường Del Obispo, sau khi nhận được tin báo có bạo lực gia đình. Trung sĩ Matt Parrish, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Orange County cho biết,
Bên trong một căn nhà đó, cảnh sát thấy thi thể của người đàn ông 77 tuổi và người phụ nữ 79 tuổi cùng với xác của một con chó. Khi đang ở hiện trường, cảnh sát nhận được tin báo là có một nghi can dính đầy máu đang rượt đuổi công nhân xây dựng. Cảnh sát tìm thấy nghi can là đàn ông 41 tuổi ở khu vực đường Kel Ioro và đường đi xe đạp tập thể dục, và ít nhất là một cảnh sát viên đã bắn nghi can. Tới chiều thứ ba vẫn không rõ lý do cảnh sát viên đã nổ súng và nghi can có vũ khí hay không. Nghi can được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng, dường như là cả hai nạn nhân và nghi can có mối quan hệ gia đình. Cảnh sát cho biết nhưng vẫn chưa rõ chính xác mối quan hệ đó là gì. Cảnh sát truy tìm nghi can cướp ngân hàng ở Mission Viejo. Cảnh sát Orange County loan báo đang truy tìm nghi can cướp ngân hàng ở Mission Viejo và cố cướp ngân hàng khác ở Ladera Ranch, theo nhật báo The Orange County Register. Khoảng 12 giờ 40 phút trưa thứ hai, cảnh sát đã tới hiện trường của ngân hàng đầu tiên sau khi nghi can đưa mẫu giấy cho nhân viên của ngân hàng ở Ladera Ranch trong khu 27.000 đường Crown Valley. Nghi can bỏ đi mà không lấy được tiền, cảnh sát đã cho hay. Khoảng 1 giờ trưa thì nghi can tới ngân hàng thứ nhì trong khu 26.000 đường Margaret ở Mission Viejo. Sau khi đưa mẫu giấy cho nhân viên, nghi can lấy một số tiền không rõ là bao nhiêu rồi bỏ đi. Hai vụ cướp này liên hệ với nhau, cảnh sát Orange County cho biết, nhưng không nói rõ ngân hàng nào. Không có báo cáo nào về thương vong. Cảnh sát không cung cấp thông tin nào về nghi can, chỉ cho biết là đàn ông. Và sau đây là bản tin cuối, thưa quý vị. Một phụ nữ ở Fullerton bị bắt bởi vì nghi là bắn chết bạn trai cũ. Một phụ nữ ở Fullerton bị bắt với cáo buộc giết người sau khi bạn trai cũ của bà bị bắn chết ở tại nhà riêng ở Apple Valley vào cuối tuần qua. Sở Cảnh sát của San Bernardino County đưa ra thông cáo báo chí. Nghi can tên là April Tia Green, 46 tuổi, đang bị giam giữ ở trung tâm tạm giam High Desert ở Alendanto mà không được quyền nộp tiền thế chân tại ngoại. Nạn nhân là Sean Paul Griffith, 45 tuổi, được công bố qua đời ở bệnh viện. Khoảng 11 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, cảnh sát Bernardino ở thị trấn Apple Valley được gọi đến khu 13.500 của đường Bordeaux, và khi tới nơi thì họ thấy người nhà và hàng xóm đang sơ cứu cho ông Griffith bị thương do bị trúng đạn. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu cùng hỗ trợ, nhưng ông Griffith đã qua đời. Nhân chứng cho biết là bà Green đã bắn ông và rồi lái xe tẩu thoát ra khỏi hiện trường. Khoảng 12 phút sau, cảnh sát tìm thấy nghi can Green ngay gần khu vực của đường Apple Valley và đường Sitting Bull, cách đó khoảng chừng 3 dặm, và đã bắt giữ người phụ nữ này. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.